Xin phép chào toàn thể anh em, hôm nay mình xin phép review về chiếc xe SSI đời 2003 được tân trang dọn mới tại đồ chơi CS Việt Nam. Trước khi đến với cửa hàng thì chiếc xe được xuống cấp trầm trọng, và thứ hai là dàn vỏ thì vỡ nát, thì bên mình đã làm lại tất cả các chi tiết trên xe từ bên ngoài cho đến bên trong. Chiếc dàn áo được sơn xi thành màu cà phê. Tất cả chi tiết như là tay xách này, lốc máy này, giảm sóc và vành được sơn xi lại theo màu nguyên bản của xe. Các bạn để ý một chút là màu vành của SH đời cũ, từ đời 2008 giật về thì màu vành của nó là màu xám xi măng nhé. Hệ thống ốc nhái, các chi tiết nhỏ nhất trên xe được làm lại mới. Các bạn biết này, từ những con ốc bé nhất cũng được gom xi là mới. Ngoài ra những lỗi cơ bản trên xe về côn, về hệ thống đường nước mát thì bên mình đã làm lại cho khách hàng. Đó, đây. Còn xe các bạn để ý cho mình là thành vách máy bên mình đã làm sạch rất kỹ. Giảm sóc sau được sơn lại. Thì các bạn có nhu cầu về tân trang dọn xe làm mới xe SH, nhất là dòng xe tay ga SSI, A cộng đây lần A móc. Piezo thì các bạn có qua trực tiếp bên mình. Các hệ thống của cửa hàng của đồ chơi CS Việt Nam và hotline 0832208888.